Cùng xem tình huống này nào. Scott ra một tấn tăng vào, nhưng đó là UDB có mình một mạng rồi. Thì có cái đầu PRT ở đây, thì mà lúc hạ cũng Scarato. Mà lúc có cái double kill thì có mình. Judah đã phải nằm xuống rồi, nhưng mà Yuri cũng đưa về mình cái double kill ở đây. Vini đã bị ăn yếu. Và trong tiếng này thì Sinizao lại bắn tay rất to đến từ Skurk. Và bây giờ thì RT 1v2 liệu rằng có làm đấy không đây? RT khỏe máu, chúng ta đã biết rồi. Player này là player có khả năng aggressive nhất của đội hình bên phía Team Furia. Cũng chỉ đến đây mà thôi, và đó là Piston Round dành cho Team One. Hơi khó. Đội hình bên phía Team One chắc chắn sẽ có một tình huống phải bắn đi vào trong bom site để đặt một bom, bởi vì đây chỉ là những đường không vui rồi. Off trong tay Junior bắn tốt quá, một mạng rồi, double kill kia. Heaven thì có Yuri, đây sẽ là triple kill cho Yuri thôi, không đặt được bom rồi. Nhưng mà round tiếp sau vẫn là một round tiếp full bài đến từ Team One. Họ vẫn chưa chiếm được quá nhiều vị trí quan trọng, họ cần phải chiếm một cái ladder, cùng với đó phải ra được khu e-box. Và bây giờ thì họ muốn chiếm kiểu gì đây? Lửa trôi vào rồi, VD ngay lập tức trả quả smoke. Và Yuri không được chết tình huống này. Yuri mà chết thì bom sẽ bị rất là nguy hiểm. Bây giờ thì đến 3 player bên phía Team One đang ở khu Heaven. Và đó tự bắn tốt đến từ Cerato. PRT có tự bắn trước nhưng lại bắn lỗi. Vini đổi được một mạng rồi. Vini quay lưng đi. Và đây cũng tham mình lỗi cho Vini. Nhưng mà ngay lập tức Junior sửa sai cho người đồng đội của mình. BC Dalo đã phải nằm xuống. Và trong tiếng này double kill Junior. Junior bắn quá tốt ở bom CB mà chỉ có lại Maluk mà thôi. Và bây giờ không còn cách nào khác ngoài đi xếp khẩu AWP này. Bây giờ Pesadelo có một mạng duy nhất rồi, nhưng tạm thời đội hình bên phía Team Fura họ đã có lợi thế hơn người. Còn bãi cùng xem nào, Maluk đây đang bị đốt khá là đầu nha. Và đang bị bắn nữa và nằm xuống ngay lập tức đến từ chàng Maluk. 2v3, bãi cùng xem nào, đang có tình huống solo em đây. Và vị trí của Vini đã bắt được anh chàng Skull rồi. Pesadelo đây sẽ là 1v2, và hãy cùng xem nào. Thời gian là vẫn còn để Furia có thể xử lý những tình huống này. Nhưng mà đây là tình huống bắn double pick đến từ bộ đôi của Furia. Đưa tình huống về là 2v2. Mà nếu Pesadelo có mạng Yuri thì sẽ là khó. Và bây giờ thì bắn low skill đến từ Yuri. Ôi cái quái gì vậy? Đúng là bắn sau lưng chưa bao giờ dễ dàng cả. Và Junior đưa tình huống về, đó là 1v1. Và trong tình huống này thì Pesadelo sẽ là player xử lý cuối cùng. Hãy cùng xem nào, tài năng trẻ đến từ Furia. Còn bên kia cũng là một tài năng trẻ đến từ Team One. Nhưng đó là một tình huống bắn trượt đến từ anh chàng Junior. Hơi khó rồi nha. Pesadelo có một tình huống hack não nhanh chóng quá, di chuyển xuống đường dưới luôn. Và bây giờ thì chắc chắn một điều, bên phía Team Furia cùng với Junior không biết điều này. Đang có tiếng múa, ôi múa rất dẻo. Kìa, múa dẻo quá. Trời ơi, chỉ cần một viên thôi. Và đó là hết đạn đến từ Junior. Trời đất ta. 4v4, hãy cùng xem round thiếu cuối cùng của lượt thiếu phát áp này. Vị trí mà lúc bắt đi Vini ở đó thì cũng đắp một pick đốt đến từ bộ đôi bên phía Team One. Khó rồi. Bây giờ thì sao đây, Junior đưa tiếng về, đó là 2v3. Có người ở tàu dầu. Thì cái vấn đề là Junior đã lộ ở trước đó và rất khó để pick đi vị trí một người này. Bây giờ thì cơ hội đang là hơi khó nha. Cerato phải có mạng tiếng này. Cerato, ôi trời đất ơi, check không hết góc. Và bây giờ Junior sẽ có từng clutch thành công hay không đây? 1v2. Mà nếu có thể làm được, nó sẽ là cái quara kill dành cho cái tên Junior. Nhưng có vẻ sẽ là quá khó khi đối phương đã trốn quá kỹ sau quả smoke này. Và đây rồi, Junior từ tiếng về, đó là 1v1. Đã là triple kill Junior rồi đấy. Có nết, có flash, có kỹ trên người. Nhưng cái vấn đề là đối phương ở Heaven, Black Panther, Furia Esports, họ sẽ bắn thế nào nha. Bây giờ chúng ta thấy rồi, đã vào trong bom xe ở 1 phút 35 giây. Và đặt bom luôn đến từ vị trí của Vini. Ôi trời đất ạ, rất nhanh chóng thôi. Quá bất ngờ đến từ cả hai team khi chưa ai phải nằm xuống thì bom đã thành công rồi. Bây giờ thì Yuri đang kê lại ladder và góc kê này là cực kỳ đẹp nha. Bây giờ còn chưa kể là Cerato còn check lại ladder dành cho người đồng đội của mình. Ôi trời ơi. Và thấy ai đó đang ngồi để ngắm một cái gì đó. Mà lúc hạ của Vini, nhưng Junior bắn vào bầu của Stubb. Và PRT đưa tình huống về, đó là 3v3 rồi. Một tiếng bắn tốt tiếp theo đến từ PRT. Nhưng mà RT ở đây 1v1 khó rồi. RT không có giáp trên người, nhưng cái vấn đề là không có kit. Có kit đến từ Pesadelo nhưng mà là không kịp nữa rồi. Đó là những viên Glock tặng thẳng vào mặt của Pesadelo. Tôi đã nói là chuẩn chỉ rồi mà. Và với những chuẩn chỉ như thế, không lý nào mà vị trí Yuri không phải nằm xuống cả. Những cái vấn đề trong bom CB không đổi được mạng nào cả. Cerato và RT mỗi người có mình một mạng rồi. Bây giờ thì Pesadelo, cơn ác mộng này liệu rằng có thể làm được hay không đây? Khi mà Cerato đang có xuống one way smoke, nhưng mà vị trí PRT hạ gục Junior thành công được thú về là 3v3.
rất khó chịu đến từ bộ đôi bên phía Team One mà thôi. Bây giờ thì cơ hội nào dành cho Cerato, góc đứng này là phải bắn nhau đến chết rồi. Nhưng mà Vini bắn thẳng một viên Deagle vào mồm của Skunk. Bây giờ thì Cerato có cái double kill, xây lỗi skill là hơi nhiều. PRT quá yếu máu rồi, 22 HP. Cerato thì không hề bị điếc trong tình huống này. Và chắc chắn một điều là Cerato sẽ là người pick trước ở đây rồi. Đó là triple kill dành cho Cerato. Bom xe B giờ hiện tại của mình, mình đó là anh chàng Mao DMD mà thôi. Và bắt đầu đó là ném flash cùng với đó là smoke đều để tràn vào rồi. Và liệu Mao DMD đổi được bao nhiêu mạng đây? Đang cần phải có người hỗ trợ về. Và đó là vị trí của Pacer Dalo. Hãy cùng xem nào, một mạng cho Mao DMD. Người sủi rất nhanh nhưng mà ở đây vẫn không thể nào qua được súng của Art. Và Art ở đây có cho mình cái double kill rồi. Cơ hội mở ra dành cho các game bên phía team Furia. Và có một điều nữa chúng ta thấy rằng lợi thế người là thuộc về Furia, nhưng cái vấn đề là họ rất yếu máu. Nhưng đối phương Team One lại đi xếp súng luôn. Quá cẩn trọng đến Team One. 19 HP solo bom xe có khác gì là cửa tử đâu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem nào. Pesadelo trước đó đã có một mạng ở vị trí của RT rồi. Và trong tình huống này phải có mình thêm ít nhất là một mạng nữa. Không thì sẽ là cực khó dành đội hình bên phía Team One. Bây giờ thôi xong lộ rồi. Và dấu chấm hết dành cho Pesadelo. Pesadelo bây giờ chạy đi đâu đây, chỉ có tình huống bắn nhau từ đó thì bắn vả mồm luôn đến từ Cerato. Đối phương chỉ còn lại 19 HP nhưng quyết định đó là vả mồm đến từ vị trí Cerato. Bây giờ thì bắt súng rồi, một mạng cho VD mà thôi. Skunk đã có tình bắn tốt. Bây giờ thì bộ đôi Skunk cùng với MD sẽ làm như thế nào đây? Chắc chắn là chỉ có thể xếp súng mà thôi. Ném đồ lên rất sớm rồi. Bây giờ thì bên kia cũng không chịu, đó là tiếng nhồi lửa ra. Không cho thêm bên phía Team One. Có thể có cơ hội. Nhưng các bạn cũng thấy Ivan có cơ hội vào trong bom xe A. Nhưng bom xe lại đang rộng mở. Yuri hạ của vị trí của anh chàng đó là Man MD. RT bắn chết vì Pesalado. Và chỉ có lại giết cái tên đó là PRT mà thôi. Và đây chắc chắn rồi sẽ là cái match point dành cho đội hình bên phía Team Furia. Và nó sẽ là ba cái match point liên tiếp nha. Và liệu rằng Team One có làm được hay không đây? Cứu ba cái match point. Ừ, mất đã lộ tiếng đến từ anh chàng PRT rồi. Và khẩu ốp này sẽ chắc chắn là không xếp thành công đâu mà. Ba cái match point cho Furia. P250 trong tay là người tanh đầu. Anh chàng này đang là người cầm bom. Hãy cùng xem nào, Vini có check hay không đây? Nó là có, nhưng mà PRT là người bắn tốt hơn. Đang tìm nó bắn yếu rồi. PRT đang rất yếu máu, nhưng mà 2 PL của Furia đang đi từ khu vực underpass lên và boost nhau vào jungle rồi. RT sẽ phải có tình huống bắn tốt đây, nhưng mà vẫn có vị trí của Mao DMD cover khu vực underpass. Đang là khó cho Furia nha. Họ cần phải pick người trong tình huống này. Đã có mạng đó là vị trí của Yuri rồi. Tiếp theo biết con người khu vực underpass, tuy nhiên rằng là vẫn còn người ở Sunwick nha. Bắn bắt bài đến tận đó là 3 bom xe A. Và bom xe A đang bắn khá là tốt. Hãy cùng xem là PC Dalo một lần nữa đứng ở underpass của PC Dalo. Bắt được cái mạng Yuri và chạy ngay xuống trên lầu. Và cây Serato không thể nào đấu súng thắng được PC Dalo rồi. Mà các thành viên bên phía Furia họ đã stack ở khu vực middle cũng như là khu vực Aram cơ. RT đang bò trườn và đã nhìn thấy một người khu vực ticket bóc rồi. Tiếp theo Vini và RT ở đây sẽ đẩy rất nhanh để pick thêm đó là anh chàng Pesadaro. Và bây giờ thì biết người underpass đến từ Keserato rồi. RT ở đây làm mấy đây? RT ở đây chắc chắn đã có một tình huống free kill, nhưng mà Mao DMD ở đây đổi mạng là nhanh. Bắn xuyên smoke chết người đó là anh chàng Vini. Tiếp theo Skull với khẩu MP9 này làm một thôi. Như vậy đã là tốt đến từ anh chàng người Brazil rồi. Tuy nhiên rằng round thắng đã thuộc về các thành viên bên đấy, Furia. Quay trở lại cái phong thái cũ rồi, mặc dù chúng ta thấy nhá, sớm không biết lỗi nhưng mà vẫn ra bắn nhau. Phong cách của Furia nó là như thế rồi. Và đây rồi, tành quá nhanh chóng vào bom CB. Ôi, có hiểu được không? Team One ơi, là có người ở short rồi, nhưng đó thì bắn tốt đến từ vị trí Skirk. Connector là có người nhà, nhưng mà đây thì cũng Yuri bắn xuyên thống chết đi vị trí của anh chàng Pesadelo. Backside là có người, một tiếng xử lý tốt đến từ PRT, nhưng đó một tiếng Ferrari pick đến từ Vini. Vini tanh thẳng vào chợ luôn, một tiếng di chuyển quá nhanh chóng, double kill Vini. Đưa tiếng về là 2v2, và Vini bây giờ đang đi tìm một người đó. Triple kill dành cho Vini rồi. Và chỉ còn lại giết cái tên đó là Man MD mà thôi. Man MD thì đang ở trên lầu B, còn đối phương đã chiếm hoàn toàn bom xe B. Và bom đặt về short. Có mình kit hay không đây? Không hề có kit đến từ vị trí Man MD. Có cho mình lượng bom mình là khá nhiều nha. Nhưng cái vấn đề là vẫn còn đó là Yuri cùng với cả Vini nữa. Và sẽ là tình huống bắn tốt đến từ vị trí của Man MD. Và liệu rằng là anh chàng này có thành công hay không? Kit thì vẫn luôn sẵn sàng ở những khu vực backside và khu vực bên rồi. Nhưng mà đây Vini góc T là cực kỳ đẹp. Và round thứ 3 đã thuộc về Furia. Và bây giờ thì các thành viên bên phía Team One họ đang bắn một cách rất là chắc chắn cũng như là chủ động. Đội hình 212 rất cơ bản. Sao? Mà cái vấn đề nhiều hơn nữa đó là họ hơn những
hai người. Và hãy cùng xem nào. Ui, đó thì vẫn quá tốt đến từ Cerato. Vesadelo chưa kịp ngáp thì đã phải nằm xuống rồi. Bây giờ có mình đến tận 2 Sticky đến từ bộ đôi bên phía team One. Quả flash là quá trắng. Và Cerato có đắp một kiểu. Ôi, lộ tiếng rồi. Và bây giờ thì đó thì vẫn tốt hơn đến từ Man MD. Sấy đặt được bom thành công rồi. Và đối phương trốn luôn rồi. Junior cầm một khẩu AFP trên tay. Và với khẩu AFP này thì cũng không quá quan trọng đâu. Với lượng máu ít đến đâu sống thôi thì sẽ có cơ hội. Nhưng đây là một tụi bắn tốt quá đến từ Vini. Không còn hội nữa, Junior đưa tiếng về. Đó là một cơ hội là thành công đến từ Junior. Rất nhanh chóng. Ui rồi ôi, 5 quả smoke, 5 quả smoke cho bom xe à, kín luôn. Nhưng bây giờ thì đó không phải là vấn đề nữa. Khi Vini bắn vào mặt của vị trí anh chàng đó là Man MD luôn. Đẩy lên thì connector có mạng tiếp theo đến cái tên Vini. Bây giờ thì có rồi, Vini có chiếc vô kêu không đây khi mà đối phương đã sủi. Mà lúc bỏ hoàn toàn khu City Side để xếp bom Side B với những người đồng đội rồi. Chính xác hơn là đồng đội ở đây cũng chỉ có những tên Kirk mà thôi. Khó rồi, Kirk đáng khá mình yếu màu và chỉ còn lại duy nhất đó là Kirk cùng với vị trí của Maluk. Vừa thắng trong một vòng đấu mà lượng súng họ yếu rất nhiều. Bây giờ Ati đẩy lên hạ gục được PC Dado, nhưng mà Maluk trong mù lòa bắn chết ở chàng Ati. Và lần này lại phi tiếp. Ừ, hãy cùng xem nào, phi vào đâu đây, phi vào connector và thấy một người vô thùng ba rồi. Và đó là vị trí của Vào MD nằm xuống và trọng trách bom xe giờ sẽ thuộc về Maluk. Maluk đang bị tình huống double pick ở đây thì cái cơ hội sẽ là chấm mết dành cho offer của team One. Bom xe giờ đã là chống trải rồi và Squeezie cũng như là PRT sẽ phải đi xếp súng mà thôi. Tiền của Fulia chắc chắn rồi sẽ vẫn đủ. Và lần này thì Pesado đang xin một quả flash để có đẩy ra một mạng cho Pesado. Double kill không chính xác là hỗ trợ gì PRT. Bây giờ mới có double kill cờ, hai anh chàng đẩy mid này là hiệu quả quá. 1 phút 35 giây chỉ còn lại đó là một mình Keserato mà thôi. Và Keserato cuối cùng đã phải nằm xuống trước họng súng không chàng Skui. Hãy cùng xem liệu có phải là quyết định đúng đắn hay không đây. AT là người tăng đầu tiên. AT muốn nhảy luôn vào khu vực jungle, bắn cực kỳ tự tin. Như kiểu là có dùng HACK vậy, biết đối phương đầu và bắn rất tự tin. Và đây thì Keserato đã nhìn thấy được anh chàng AT rồi. Bắn là lỗi đến từ anh chàng Junio và khiến cho Vini là người đầu tiên phải nằm xuống ở trong round đấu này. Tiếp theo Junio đã có mạng của MZMD và Ma lúc bắt được Yuri rồi. Lần này muốn đánh vào bom xe. Ừ, hãy cùng xem nào. AT phá ven ra và có lẽ đã lộ được cái tiếng của mình rồi. Và AT ở đây sẽ phải đẩy vào cực kỳ nhanh ở phía bom xe A. Nhưng mà ở đây thì không đẩy được bất kỳ một ai cả. Cái PRT và Pesaro ở đây mỗi người một mạng. Một mình Keserato sẽ là khó. Và cái con số 7 đúng như kịch bản tốt đẹp nhất dành cho team One nó đã xảy đến rồi. Chúng ta cùng xem ở đây AT bắn chết được ai không đây. Vẫn bắn chết được Skuz nhưng Maori đã đẩy ra và đổi mạng rất nhanh. Vini lại một lần nữa xuyên xuất hoạng được Maori rồi. Junio đẩy ra và Junio đã bắn chết được PRT. Và tiếp theo đó là PC Daro. Khó hơn cho Maluk trong tình huống 1v3 như thế này đây. Rồi ta cùng xem nào. Junio đây có check nhưng mà ta tình huống bắn trượt và đã phải trả giá ngay lập tức. Bởi PRT đã đẩy được khu vực lâu A rồi. Một mình Keserato ở đây sẽ làm gì khi mà có đến tận 3 player cơ và bắn chết được đó Keserato. Nhưng PRT ở trong trận đấu này đang bắn quá bay. Nó đã có một tình huống đẩy hit đồ với khẩu trong tay của Lewis nào, nhưng mà đối phương lại tràn vào bóng xe B cơ. Chả bắn thật gì. Bây giờ thì bắn quá nhiều, cơ xe tung cũng đâu phải nằm xuống rồi. PRT là người có mạng như này, được người đó là 3v3. Khi mà RT đã có một cái double kill rồi đấy. Và sẽ tìm kiếm tech và lượng đồ trên người các nhân viên Fuya là còn. Junio biết rằng sẽ có một upper vực lầu B, hãy cùng xem nào. Đang là một tình huống kê tốt đến từ Junio mà mổ lại mình Skui ở đây. Và liệu Skui Z có tình huống giống như PRT hay không đây, câu trả lời đó là không. Yuri đẩy ra và lắc bắt chết anh chàng Skui. Round thắng thứ 2 thuộc về các thành viên bên Fuya. Nhưng ở bom xe vẫn có là bộ đôi bên phía team Fuya nhà. Đấy rồi, không bị bù nữa. Ad đã bắt đi chính anh chàng PC Dalo. Và trong tình huống đó Yuri và Junio mỗi người có một mạng ở đây rồi. Và vị trí Maluk đổi được một mạng thật đấy. Nhưng cái vấn đề ở đây thì lại là chết chạy đến từ PRT. Maluk chỉ có khẩu sờ cao trên tay thôi. Không có quá nhiều hy vọng đó là vừa lên dẫn trước 14-13 dành cái bên phía team Fuya. Hãy cùng xem nào, một tiếng cường luôn đến từ vị trí Yuri. Gọi thêm cả RT vào đây nữa. Vậy là trong tình huống này tôi nghĩ là Yuri có nhất một mạng. Yuri có mình một rưỡi mạng à. Và đây là vị trí RT lên tiếng bắt yếu Maluk. Maluk quá yếu máu rồi, trước đó thì RT đã có mình một mạng của anh chàng. Đó là vị trí của anh chàng Ma MD.
Bây giờ thì chúng ta bắt đi vị trí PRT. Vị trí này Vini có mạng PC Delo. Và thôi xong chỉ có giết cái tên Maluk mà thôi. Maluk quá yếu máu, 1v3 với 7 HP. Thì có vẻ như chiến thắng sẽ thuộc về các bên phía team Furia Esports sau cả hai map thi đấu. Đó là map thi đấu trên cùng với map thi đấu The Mirator. Bây giờ chạy thế này chắc chắn một điều người top mid sẽ nghe thấy. Và cơ hội là hết rồi, đối phương đã kê quá đẹp và xong rồi, cầm cả dao tên và không có cơ hội mà lúc. Kết thúc với tỷ số cuối cùng đó là 16-13 dành cho team Furia.